Xin chào các quý khán thính giả đã quay trở lại với Việt TV. Các bạn thân mến, bất kỳ một quân đội nào, dù có sở hữu vũ khí công nghệ cao đến đâu, thì việc giải quyết dứt điểm chiến trường vẫn cần tới sự chiến đấu trực tiếp của lực lượng mặt đất. Hay nói cách khác, chính là người lính bộ binh. Chính vì vậy, việc tự chủ sản xuất được vũ khí bộ binh, trang bị cho từng người lính có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc xây dựng tiềm lực quốc phòng của một quốc gia. Cũng giống như phần lớn quân đội các nước khác, bộ binh là lực lượng chiếm quân số đông đảo nhất trong quân đội nhân dân Việt Nam ta. Ngay từ trong kháng chiến chống thực dân Pháp, ngành quân giới Việt Nam đã tổ chức nghiên cứu và chế tạo được nhiều loại súng, đạn để trang bị cho quân đội. Ngày nay, với sự phát triển lớn mạnh của ngành công nghiệp quốc phòng, Việt Nam đã cơ bản tự chủ sản xuất được nhiều mẫu súng và đạn bộ binh hiện đại, không thua kém những sản phẩm của các nước phát triển. Trong số đó thì không thể không kể đến tổ hợp súng máy điều khiển từ xa do chính Việt Nam nghiên cứu và sản xuất. Cứ tưởng rằng đó là một thành tựu đáng khen và đáng tự hào, nhưng không ngờ rằng là truyền thông Trung Quốc thời gian qua đã có những video bài báo cho rằng súng máy điều khiển từ xa của Việt Nam yếu ớt như đồ chơi. Nhận định đó của người Trung Quốc liệu có đúng? Xin mời các bạn hãy cùng mình đi giải mã trong video hôm nay của Việt TV quý vị nhé! Cụ thể là vừa qua, trên báo Sina của Trung Quốc, mình đã đọc được một bài báo đáng chú ý, nói rằng Việt Nam đang tự sản xuất được súng điều khiển từ xa, át chủ bài trong chiến tranh trên bộ. Chưa dừng lại ở đó, gần đây trên mạng xã hội Douyin của Trung Quốc đã cho đăng tải đoạn video với nội dung như sau. Người Việt Nam đã lắp ghép súng AK, điện thoại thông minh và bộ điều khiển đồ chơi để bắn từ xa, hiệu quả tác chiến rất kém. Chủ video này cho hay, Việt Nam đang sản xuất những súng máy điều khiển từ xa, nhưng đối với Trung Quốc mà nói, nó chỉ như những món đồ hàng. Chưa biết thực hư như thế nào, bên dưới video này, người Trung Quốc đã để lại những dòng bình luận thế này. Một khi Internet bị ngắt kết nối, điều đó chẳng có ý nghĩa gì. Tất cả trẻ mẫu giáo đều biết trình độ thiết bị vào những năm 1950. Đừng chọc cười tôi, máy bay không người lái của tôi có thể trực tiếp treo một quả lựu đạn, tầm bắn của nó có thể đạt tới 10 km. Tôi đang hỏi bạn có sợ không, đây là đồ chơi hay vũ khí? So với Ukraine, nước nào mạnh hơn, nước nào yếu hơn, Việt Nam còn yếu hơn cả Ukraine, điều đó làm tôi tự hào về Trung Quốc hơn nữa. Vâng, nếu nói cư dân mạng nước nào dễ bị rất bối nhất và cũng kiêu ngạo nhất, chắc nhiều người sẽ nhanh trí mà bình chọn ngay cho các bạn đầu tiên đấy anh bạn Trung Quốc ạ. Thật ra hình ảnh chúng ta thấy trong video này chỉ là một thiết bị demo đang trong quá trình thử nghiệm. Sự thật Việt Nam ta đã sản xuất thành công súng máy điều khiển từ xa với chất lượng rất đáng gờm. Súng máy điều khiển từ xa đúng như tên gọi của nó là một loạt súng tích hợp máy móc, tuy nhỏ gọn nhưng bù lại rất dễ lắp đặt, dễ điều khiển từ xa và có tính sát thương cao. Ưu điểm của loại vũ khí này là người lính có thể ngồi từ nơi khác, được bảo vệ để ấn nút bắn mà mục tiêu được soi bởi camera. An toàn hơn rất nhiều so với việc người lính phải đứng sau súng. Hiện nay, trên thế giới thì rất nhiều quốc gia như là Nga, Mỹ, Israel, Pháp, Đức đã nghiên cứu thành công hàng loạt mẫu súng này. Pháo điều khiển từ xa tích hợp cho xe thiết giáp, xe tăng, tàu chiến, công sự cố định và Việt Nam ta cũng không chịu thua. Theo đó, Viện Vũ khí thuộc Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng Việt Nam đã thử nghiệm thành công súng máy điều khiển từ xa 12,7mm do chính Việt Nam nghiên cứu và chế tạo. Tổ hợp súng phòng không 12,7mm điều khiển từ xa là sản phẩm tích hợp các thiết bị hiện đại như giá điều khiển đa năng, máy tính trung tâm, camera quan sát ngày đêm. Súng 12,7mm có thể triển khai trên nhiều phương diện quân sự khác nhau như tàu, xuồng, sử dụng hệ thống điều khiển từ xa kết hợp camera chỉ thị mục tiêu, đưa được nắm trực tiếp trên thân súng vào màn hình điều khiển để xạ thủ nắm bắn. Loại súng máy mà ta tích hợp lên tổ hợp vũ khí tự động này là khẩu đại liên hạng nặng 12,7mm do Nga sản xuất. Nhưng hiện nay, Việt Nam ta đã làm chủ công nghệ chế tạo hàng loạt trong nước. Súng đạt tốc độ bắn 700-800 phát trên 1 phút, tầm bắn hiệu quả 1.500m tới 2.000m trúng mục tiêu trên không và mặt đất. Còn đây là máy tính điều khiển trung tâm có thể bố trí cách xa súng, khí tài khóa nhỏ gọn, đơn giản, tiện lợi lắp trên các loại tàu chiến nhỏ, xe bọc thép hoặc bất kỳ đâu trên chiến trường. Nếu tích hợp thêm súng máy 12,7mm điều khiển từ xa, sức chiến đấu của các xe tăng T-54, T-55 Việt Nam sẽ được nâng cao đáng kể. Theo thiết kế nguyên bản, súng xe hoạt động cùng 3 người lính khi di chuyển, một người mang thân súng, một người mang hoặc kéo chân đế, một người mang đạn. Một khẩu hoàn chỉnh còn bao gồm một giá ba chân dùng cho phòng không hoặc giá bánh xe dùng cho bộ binh, một kính ám dùng cho tác chiến phòng không và thiết bị giảm giật của kính ngắm có thể tháo rời ra được. Thân, bộ phận lắp đạn và bộ phận kéo dây băng với tổng khối lượng chi khoảng 5 cân, máy có thể sử dụng trong huấn luyện, diễn tập bắn đạn thật hoặc sẵn sàng chiến đấu. Dù vẫn rất hiệu quả trong tác chiến nhưng súng 12,7mm vốn tồn tại nhược điểm khá lớn làm chậm tốc độ tấn công mục tiêu, đó là nạp đạn bằng tay.
Để tăng khả năng chiến đấu thì Việt Nam ta đã nhanh trí chế tạo thành công máy lắp đạn rời vào dây băng cho súng một cách tự động. Sử dụng máy lắp đạn giúp nâng cao đáng kể tốc độ lắp đạn rời vào dây băng, lắp bằng máy chỉ mất 1 phút so với hơn 20 phút khi lắp bằng tay. Tổ hợp vũ khí điều khiển từ xa này đã được thử nghiệm thành công tại trường bắn Miếu Môn. Hội đồng nghiệm thu đã đánh giá về súng 12,7mm điều khiển từ xa do Việt Nam nghiên cứu, thiết kế, đảm bảo an toàn, hoạt động ổn định, chính xác, hiệu quả. Nói cách khác, những chiếc súng như thế này nhỏ và có vỏ, có thể xem thường và gọi nó như món đồ chơi, nhưng nhiều người quên rằng trên chiến trường, bất kỳ thứ gì có thể giết người cũng đều là vũ khí mà không thể xem thường. Mai sau, trên những video đang lan truyền trên mạng xã hội Trung Quốc, vẫn có rất nhiều người tỉnh táo, có hiểu biết và đưa ra nhận định rằng vũ khí của Việt Nam là khá lợi hại và không thể xem nhẹ. Đừng đánh giá thấp vài chuyện này, nó chắc chắn có khả năng gây chết người. Sau bao nhiêu năm phát triển ở Việt Nam, công nghệ thông tin điện tử đã tiến bộ nhanh đến vậy, hãy coi chừng, chúng ta ở gần Việt Nam. Lực lượng dự bị cũng đang ngửa như dân quân ta, sức chiến đấu của một đội Việt Nam không thể coi thường. Mặc dù các loại vũ khí cũ đã rất cũ, nhưng chúng vẫn có khả năng vây chết người trong chiến tranh trên núi thông thường. Những kẻ xem thường sẽ bị Việt Nam bắn chết đầu tiên. Trung Quốc cũng nên tăng cường sản xuất những loại súng như thế này, nhìn thì thô sơ nhưng rất dễ sử dụng. Một khi chiến tranh xảy ra, ít nhất mọi người đều có thể cầm vũ khí. Quốc phòng bắt đầu từ những thứ nhỏ nhất, mỗi người dân đều là người lính và phải biết cách sử dụng những vũ khí cơ bản nhất và đất nước chúng ta nên có đường lối như vậy. Nói thêm một chút về ưu điểm của vũ khí từ xa nói chung và súng máy bắn từ xa nói riêng. Hiện nay, hầu như tất cả quốc gia trên thế giới đều muốn nghiên cứu các thiết bị điều khiển từ xa để hạn chế thương vong trong chiến đấu, chẳng hạn như UAV máy bay điều khiển từ xa cũng rất được ưu tiên. Trên mặt đất, các loại vũ khí rất đa dạng, từ súng trường tấn công, súng máy hạng nhẹ đến súng bắn tỉa cỡ nòng 50mm. Về mặt chiến thuật, súng bắn từ xa giúp người lính bắn ổn định, chính xác và không bị căng thẳng khi bị bắn. Các giả thủ từ xa có xu hướng tính toán nhiều hơn trong các phát bắn của mình. Nó cũng có hai lợi thế chính so với việc sử dụng các súng tay trên mặt đất. Ưu điểm đầu tiên là không có xạ thủ nào mất mạng trong một cuộc đấu súng, và ưu điểm thứ hai là không thể lần theo dấu vết cuộc tấn công. Trong khi người Trung Quốc tỏ ra nể nang, thì cư dân mạng Việt Nam lại rất tự hào với thành tựu vũ khí mà Việt Nam đang làm được. Nhất là các vũ khí điều khiển từ xa vì trong chiến tranh hiện đại, điều ưu tiên hàng đầu vẫn là bảo vệ người lính khỏi cờ tử, người dân Việt Nam bình luận. Quân đội Việt Nam không những giỏi đánh giặc mà còn sản xuất giỏi và rất sáng kiến, thật tuyệt vời. Năm 1964, tôi lên rừng làm quân giải phóng Việt Nam, Việt Nam. Tôi được trang bị khẩu súng C-44 của Pháp. Sau một năm mới được trang bị khẩu súng C-44 của Nga. Sau nhiều năm mới được trang bị súng tiểu liên hiện đại. Này, Việt Nam sản xuất được các loại súng bộ binh hiện đại để nâng tầm trang bị chất lượng của quân đội là vô cùng quý giá. Quân đội nhân dân Việt Nam rất sáng tạo, giỏi nhiều lĩnh vực, đúng như lời Bác Hồ dạy. Chung với đảng, hiếu với dân, nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, cây thù nào cũng đánh thắng, dần rất yêu quý và tin tưởng các anh. Ước mơ của mình đây, sau này mình sẽ là kỹ sư thiết kế vũ khí để nâng cấp quốc phòng Việt Nam. Việt Nam đã đi qua nhiều cuộc chiến tranh, kinh nghiệm chiến trường thuộc hàng đầu thế giới. Quân đội nhân dân Việt Nam là một quân đội thiện chiến, có bề dày lịch sử, sử dụng các loại vũ khí Đông, Tây, do đó vũ khí Việt Nam sản xuất là loại hiệu quả nhất. Có thể thấy, đây là một thành tựu lớn của nền công nghiệp quốc phòng nước nhà, giúp tăng cường năng lực chiến đấu của các tàu tuần tra, cũng như là tiết kiệm rất nhiều ngân sách so với phải đi nhập ngoại. Hy vọng rằng sau bị súng máy, các kỹ sư quân sự Việt Nam sẽ tiếp tục chế tạo các mô-đun vũ khí điều khiển từ xa gắn pháo tự động cỡ 20mm hoặc 30mm rồi tiến tới sản xuất các loại pháo hạng cỡ lớn. Còn các bạn có cảm nhận thế nào sau khi xem video này? Hãy chia sẻ bên dưới phần bình luận của video này cùng chúng mình nha! Các bạn thân mến, trong quá khứ, lực lượng bộ binh Việt Nam đã trở nên đáng sợ hơn bao giờ hết khi được trang bị những khẩu súng phóng lựu vác vai ABG-29 của Liên Xô. Chỉ dài hơn 1 mét, nặng hơn 10 cân nhưng khi ABG-29 khai hỏa, đầu đạn của nó có khả năng xuyên thủng các vỏ xe bọc thép của các xe tăng, xe thiết giáp của phương Tây. Những gì ABG-29 từng làm được năm xưa, ngày nay UAV, hay còn gọi là máy bay không người lái, còn làm được nhiều hơn thế. Những chiếc UAV có kích thước rất nhỏ, trọng lực nhẹ, đủ để gấp gọn trong một chiếc ba lô, chỉ mất vài phút triển khai và sẵn sàng cất cánh. Do đó, khi bước vào một cuộc chiến tranh, lực lượng bộ binh sẽ có thể kiểm nghiệm luôn cả nhiệm vụ của không quân. Đó là nhiệm vụ tấn công từ bầu trời thông qua UAV. Sức hủy diệt của UAV cao hơn rất nhiều, nó có thể tấn công theo kiểu bầy đàn với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo AI và hỏa lực đông đảo, có thể hủy diệt một khu vực rộng lớn trong căn cứ. Nghe tới trí tuệ nhân tạo, chắc có nhiều người sẽ tặc lưỡi mà nghĩ rằng là Việt Nam chúng ta yếu lắm, kém lắm. Nhưng mà không,
Thực tế là Việt Nam ta rất mạnh với UAV. Bằng chứng rất rõ là gần đây, truyền thông Nga đã liên tục lên những bài báo nói rằng Việt Nam đứng đầu thế giới một kho tàng UAV. Cả hàng mua của nước ngoài lẫn tự sản xuất, sẵn sàng chiến đấu với bất kỳ quốc gia nào dám đụng chạm với Việt Nam. Vậy thực hư là như thế nào và phía Trung Quốc họ nói gì khi biết tin này? Xin mời các bạn hãy cùng mình tìm hiểu ngay sau đây. Trước hết, hãy lắng nghe xem truyền thông Nga đã nói gì. Không phải một lần mà đã nhiều lần báo Nga đề cập đến lực lượng UAV ở Việt Nam. Mới đây, truyền thông nước này nhận định Việt Nam hiện nay không chỉ mua UAV của Israel, của Mỹ mà ngoài ra còn có khả năng sản xuất UAV. Trong khi các cường quốc tập trung tiền tài và mua máy bay hoàn lực mạnh, Việt Nam lại lộ rõ ý định lấy yếu đánh mạnh. Lấy nhiều chồng lớn, UAV là những thiết bị bay nhỏ, một khi đã làm chủ với số lượng lớn thì sức công phá rất mạnh. Hiện nay, ngay cả người nông dân, sinh viên, thành viên bình thường của Việt Nam cũng biết cách điều khiển UAV. Không chỉ báo Nga, phía truyền thông Trung Quốc cũng tỏ ra rất bối rối khi hay biết rằng Việt Nam đang âm thầm xây dựng một lực lượng UAV đáng gồm. Đây là một video do truyền thông Trung Quốc thực hiện và đăng tải với tiêu đề Tàu 052D Biển Đông của Trung Quốc bị máy bay không người lái Việt Nam đánh tan, Việt Nam nhắc nhở Trung Quốc cần dây chừng. Bên dưới video, cư dân mạng Trung Quốc bình luận như sau: Việt Nam cũng có máy bay không người lái à? Có vẻ như tất cả những gì tôi đã đọc trước đây đều là tin giả. Các biện pháp đối phó với máy bay không phải là người lái được duy trì, nếu không chúng ta sẽ là người chịu thiệt hay. Việt Nam đã quên máy bay không người lái do Trung Quốc sản xuất và những gì Việt Nam có hôm nay là do Trung Quốc dạy dỗ. Không chuyển giao năng lực công nghiệp và nâng cấp cho các nước làng riêng, họ sẽ sử dụng những khả năng này để tấn công Trung Quốc. Hãy cảnh giác. Đừng bình giả thấp Việt Nam, bạn phải cảnh giác cao độ nên có một thiết bị gây nhiều máy bay không người lái. Đó là lý do tại sao Trung Quốc cần tên lửa hành trình để tấn công máy bay cỡ nhỏ tầm thấp. Các biện pháp đối phó phải được chuẩn bị ngay từ bây giờ. Đã lâu rồi, Trung Quốc không còn trang bị biện pháp đối phó cho máy bay không người lái. Đây là thời đại chiến tranh, không phải thời đại hòa bình, bất cần sẽ dẫn đến thảm họa. Trung Quốc nên chú trọng đến chiến đấu bằng máy bay không người lái và chiến đấu chống máy bay không người lái, đồng thời xây dựng một bản quân chiến đấu không người lái mạnh mẽ và sử dụng máy bay không người lái cá nhân trong chiến đấu, nhìn cách Việt Nam đang làm và học theo. Những nhận định của báo Nga và động thái bối rối, lo lắng của người Trung Quốc thời gian qua là hoàn toàn có căn cứ. UAV hay còn gọi là thiết bị bay không người lái, drone hay dây hiểu, nó giống như là một chiếc flycam, rất dễ sử dụng nhưng hiệu quả lớn. Có thể nói là UAV đang tạo ra rất nhiều thay đổi trong cán quân sự giữa các nước, đặc biệt là giữa các nước có nền quân sự hùng hậu và các nước nhỏ hơn. Nếu trước đây chỉ cần có quân số đông, trang bị hàng nặng thì đã nắm gần như nửa phần thắng. Với sự phát triển của UAV, giờ đây yếu tố cá nhân được đặt lên trên hết. Thắng thua trong cuộc chiến phụ thuộc rất nhiều vào cách người lính sử dụng chúng như thế nào. Quan trọng hơn là UAV là thứ vũ khí rất khó để đánh chặn. Thượng viện Pháp từng nhận xét rằng quân đội Pháp hiện có thể chặn được nguy cơ đến từ UAV loại lớn. Song, UAV loại nhỏ từ vài trăm gram đến vài chục cân đã trở thành thách thức nghiêm trọng. Đặc biệt, khi chúng tấn công theo các phương thức mới như tấn công theo đàn, chúng rất cơ động nên khó theo dõi và xác định vị trí căn cứ. Hồi nữa, do bài thấp và tín hiệu radar yếu nên là chúng khó bị phát hiện. Nếu bắn hạ UAV bằng tên lửa thì thật tốn kém và có nguy cơ tiêu hao khô nặng dược. Đó là lý do vì sao mà UAV được coi là con át chủ bài trong chiến tranh phi đối xứng. Nó tương tự như chiến đấu trên biển, Việt Nam tập trung phát triển tàu ngầm mini, thì chiến đấu trên bộ, Việt Nam ta chú trọng vào UAV. Vậy thì hiện nay, Việt Nam ta sở hữu chân UAV mạnh mẽ cỡ nào? Hãy cùng tìm hiểu ngay bây giờ. Đầu tiên, năm 2019, Việt Nam đã mua 6 chiếc UAV Scan từ Mỹ. Theo thông báo được đăng trên trang web của Bộ Quốc phòng Mỹ, công ty Institute trực thuộc tập đoàn Boeing đã được trao hợp đồng trị giá 47,9 triệu đô la Mỹ, tương đương 1.120 tỷ đồng, để chế tạo tổng cộng 34 chiếc UAV Scan. Trong số đó, Việt Nam sở hữu 6 chiếc. Cần nói thêm, Scan được chế tạo cho nhiệm vụ trinh sát, giám sát chiến trường, định vị pháo binh, hỗ trợ chỉ thị mục tiêu và đánh giá thiệt hại sau đợt tấn công. UAV Scan có sải cánh dài 3,1m, chiều dày 1,4m, trọng lượng 20kg. Scan có thể đạt tốc độ tối đa khoảng 148km/h, thời gian hoạt động liên tục hơn 20 giờ và hoạt động bất kể ngày đêm. Scan được triển khai rất dễ dàng bằng hệ thống phóng khí nén. Hệ thống phóng này có thể bổ trí ở bất kỳ đâu trên đất liền hay những nơi có không gian nhỏ hẹp trên tàu chiến. Với ưu điểm nhỏ gọn, dễ triển khai và thu hồi, cùng khả năng trinh sát, giám sát trong thời gian dài, Scan rất được ưa chuộng trong lực lượng vũ trang Mỹ. Đây được coi là một trong số những UAV trinh sát hiệu quả nhất hiện nay. Tiếp đến là Việt Nam đã mua các máy bay không người lái Heron 1 của Israel.
trị giá 140 triệu đô la Mỹ. Helen là loại UAV hạng nặng chủ đạo của quân đội Israel, và các bạn biết không, chính Israel chứ không phải Mỹ mới là quốc gia đi tiên phong trong phát triển các UAV dạng này. Sự thành công về mặt công nghệ chế tạo UAV của người Israel đã trở thành động lực để Mỹ phát triển UAV Radeon nổi đình đối đám khắp thế giới. Helen một nguyên bản nặng khoảng 1,2 tấn, có sải cánh 16,5 mét. Phần cấp tối đa của dòng UAV này là 205 km/h. Helen một được trang bị phần mềm cho phép nó tự động cất, hạ cánh thực thi nhiệm vụ. Trong khi đó thì không phải tất cả các UAV của Mỹ đều làm được điều này. Có thể nói, Helen mà Việt Nam mua từ Israel có nhiều ưu điểm hơn là Barito của Mỹ. Israel mới là quốc gia đi đầu với UAV chứ không phải là Mỹ. Hiện tại, các UAV Helen đang được sử dụng cho nhiệm vụ trinh sát và do thám, gồm cả quân thám biển. Đang nói, sau thương vụ mua bán UAV nói trên, Việt Nam đã nhanh chóng chứng minh được bản thân là tay chơi đẳng cấp của khu vực khi vào năm 2023, Việt Nam đã tiến đến giai đoạn chuẩn bị xuất khẩu hàng chục UAV tự sản xuất vào thị trường Hoa Kỳ. Mẫu UAV xuất khẩu sang Mỹ của Việt Nam có tên là Heron, 100% do các kỹ sư Việt Nam chế tạo, sang công tại Việt Nam và xuất khẩu sang Mỹ. Đây là một thông tin rất sốc đối với nhiều người. Theo tiến sĩ Lương Việt Quốc, một nguồn tham gia nhóm nghiên cứu sản xuất cho biết, hiện tại, phía Việt Nam đang làm việc và chuẩn bị tiến tới ký hợp đồng để xuất khẩu Helen sang Israel. Khi hợp đồng này thành công, nó sẽ là một cột mốc rất lớn của ngành drone Việt Nam. Vì Israel là một nước đi đầu về công nghệ, đặc biệt là về drone, tác đặc mua Helen là Amos, một nhà phân phối drone chuyên nghiệp của Mỹ. Họ có lịch sử hoạt động hơn 10 năm và phân phối drone khắp thế giới. Helen được trang bị 4, có tầm bay xa 11 km và có sức tải 15 cân, tương đương 9 của đạn cối. Bên cạnh việc có thể sử dụng như một UAV tấn công, hệ thống dây treo đa năng trên chiếc máy bay này còn có khả năng sử dụng để thả túi đựng đồ cấp cứu tại những khu vực xa xôi, hẻo lánh, địa bàn bị cô lập, chia cắt mà các phương tiện giao thông không thể tiếp cận được. Chiếc UAV có kích thước đủ gấp gọn trong một chiếc ba lô và chỉ mất 3 phút triển khai để sẵn sàng cất cánh. Khung thân máy bay rất nhẹ do hoàn toàn làm bằng vật liệu carbon. Các kỹ sư cho biết họ tự chủ hoàn toàn cả về phần cứng lẫn phần mềm điều khiển, sau đó đảm bảo hoàn toàn tính bí mật trong hoạt động quân sự. Và hiện nay UAV nói trên đã được cấp bằng sản chế độc quyền. Tại thành phố Hồ Chí Minh, một nhà máy sản xuất với quy mô lớn đang lịch triển khai xây dựng với công suất dự kiến khoảng 1.000 sản phẩm trên một năm. Năm 2022, công ty trách nhiệm hữu hạn Vintam Robotics Việt Nam đã hoàn thành sản xuất đơn hàng máy bay không người lái Hela đầu tiên, trị giá nửa triệu đô la Mỹ xuất sang Mỹ. Tiến sĩ Lương Việt Quốc cho biết đây là lô hàng bán cho lực lượng cảnh sát Mỹ. Atela cũng đang xúc tiến ký hợp đồng xuất khẩu drone Hela khá lớn với một nhà mua hàng ở Anh để bán sang các nước NATO. UAV cảm tử do tập đoàn Viettel sản xuất không chỉ đảm nhiệm chức năng trình sát hay tấn công đơn quần nữa. Hiện tại, cuộc chạy đua chế tạo UAV tại Việt Nam đang nóng đến mức tập đoàn Viettel còn ấp ủ chế tạo ra những dòng UAV cảm tử. Đây là dòng UAV được đánh giá là có mức độ sát thương và nguy hiểm gấp 10 lần so với các máy bay không người lái khác. Nguyên do là thay vì tấn công bằng bom, UAV cảm tử sẽ trực tiếp tấn công theo kiểu liều chết. Với hệ thống điện tử tối tân mà nó mang trong người, loại UAV này có thể dễ dàng đáy tránh các loại vũ khí phòng không truyền thống hiện tại. Tuy nhiên, mẫu UAV cảm tử đầu tiên này vẫn chưa được phép công khai. Đang nói là UAV cảm tử cũng mới chỉ là một trong những tham vọng to lớn của Viettel. Bởi theo tạp chí nội bộ của tổng công ty, mục tiêu tới năm 2025, Viettel sẽ nghiên cứu các dòng UAV cỡ lớn mang vũ khí và tiến dần tới phát triển các dòng UAV thế hệ 4, sở hữu các công nghệ hiện đại nhất thế giới. Theo đó, UAV có 4 thế hệ. Thế hệ 1 là các loại UAV trong Thế chiến thứ 2, điều khiển từ xa bằng sóng vô tuyến. Thế hệ thứ 2 từ năm 1986 trở đi là các loại UAV điều khiển tự động theo hệ thống định vị toàn cầu GPS. Thế hệ thứ 3 từ năm 2010 trở lại đây là những loại UAV có thể hoạt động mà không có GPS và bị tác chiến điện tử mạnh, cùng với đó là nhỏ hóa các vật tư, linh kiện, thiết bị đa nhiệm hơn. Và thế hệ 4 là thế hệ UAV bầy đàn được trang bị các công nghệ trí tuệ nhân tạo mới xuất hiện từ 2015 trở lại đây. Số ít các nước đang phát triển, nghiên cứu dòng sản phẩm này. Trên thế hệ thứ 4 là loại UAV tự vận hành, tự trị hoàn toàn, như dòng X-47B của Mỹ. Còn hiện tại, phần lớn UAV trên thế giới về mặt công nghệ đang ở thế hệ 2 hoặc 3. Từ rất lâu rồi, do nhận thấy vai trò quan trọng của UAV trong hoạt động quân sự, năm 2011, Viettel đã bắt tay vào nghiên cứu sản phẩm đầu tiên của dòng UAV trinh sát là máy bay không người lái hạng nhẹ tầm vần vua SC-3G, các kỹ sư của Viettel trên xe. Thời điểm đó thì ít người tin rằng Viettel có thể chế tạo thành công vua SC-3G,
Vậy đây là sản phẩm hoàn toàn mới ở Việt Nam và không nhiều nước trên thế giới có thể chế tạo được. Hơn nữa, đội ngũ kỹ sư của Viettel khi đó là những người trẻ chưa có nhiều kinh nghiệm. Tài liệu tham khảo về UAV rất ít ỏi, đa số là các tài liệu về dòng UAV thương mại dùng để bay trình diễn. Nhưng rồi, với sự quyết tâm, nỗ lực không biết mệt mỏi, năm 2015, sản phẩm Vua SC-3G đã được các kỹ sư của Viettel chế tạo thành công và đưa vào thử nghiệm. Đến năm 2018, UAV của Viettel đã được đưa vào trang bị trong quân đội. Tiếp nối thành công ban đầu, các kỹ sư của Viettel tiếp tục cải tiến thêm tính năng cho dòng sản phẩm UAV trinh sát. Tại triển lãm Indo Division 2018, Viettel đã gây chú ý với báo chí quốc tế bằng sản phẩm UAV cỡ nhỏ có tên gọi là Zika, trọng lượng 26 cân và dài cánh 3,5 mét. Zika còn có khả năng cất hạ cánh thẳng đứng, phù hợp triển khai trong không gian nhỏ hẹp. Nhìn chung thì lĩnh vực chế tạo máy bay không người lái UAV đang thực sự có rất nhiều đất diễn ở Việt Nam. Với những mẫu hiện đại nhập tín nước ngoài, cùng với những mẫu do chính Việt Nam nghiên cứu, chế tạo, tạo dựng nên một ngành công nghiệp UAV trong nước. Song, điều quan trọng nhất là việc chúng ta phát triển được thứ công nghệ này đã làm cho danh tiếng của quân đội Việt Nam trở nên đáng gờm hơn rất nhiều. Chúng ta có thể tự hào nói rằng, sự ra đời của UAV đã làm đảo ngược hoàn toàn cơ cấu quân sự đối với một quốc gia nhỏ bé về quy mô như Việt Nam. Các bạn nghĩ sao? Hãy cùng thảo luận bên dưới và bình luận nhé! Đến đây thì mình cũng phải nói lời chào tạm biệt các bạn để khép lại video. Cảm ơn các bạn đã theo dõi đến đây. Đừng quên bấm like và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình, cũng như cập nhật những tin tức mới nhất về Việt Nam xinh đẹp nhé! Nếu có thông tin gì muốn nghe, muốn xem, hãy bình luận bên dưới để thông tin cho mình biết nhé! Mình luôn đón nhận những ý tưởng thú vị từ các bạn. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!